vâng xin chào tất cả cô chú anh chị chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 mươi giờ new lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn là chúc sức khỏe và bình an ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi nói về cái câu chuyện của chị nguyễn phương hằng liên quan đến chị nguyễn phương hằng thôi thưa các cô chú anh chị à, bởi vì mình thấy trên không gian mạng à, vẫn đang còn đặt ra rất nhiều những cái câu hỏi nói rằng là những người giúp sức cho chị nguyễn phương hằng thì à, họ sẽ bị đình tội như thế nào đó họ sẽ bị đựng tội như thế nào <laughs> tất nhiên là chúng ta chỉ mang tính chất là phỏng đoán thôi mà phỏng đoán ở đây là dựa trên những cái mà chúng ta biết những cái mà chúng ta đã nhìn nhận trong suốt thời gian dài qua đó từ ngay đầu drama đến bây giờ đúng không ạ chứ không phải là chúng ta khẳng định cho một vấn đề nào đó à, các cô chú anh chị cũng đã nhìn thấy được cái sự việc của chị Nguyễn Phương Hằng ngay từ buổi ban đầu và đâu đó thì uh, trước khi nói rằng uh, việc mà có tội hay không có tội đối với nhi hà hoặc là tân thì uh, có đáng hay không thì chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi là họ đã làm việc cho chị hằng cho công ty đại nam lâu chưa đã lâu chưa đúng không ạ trước khi cái drama này xảy ra bao nhiêu lâu <laughs> đúng không hay là À, khi mà diễn ra cái drama này chị Hằng mới à, nhận những người đó vào làm việc đó chúng ta phải à, cần phải có một cái chi tiết như vậy bởi vì à, khi chúng ta đặt ra một vấn đề nào đó chúng ta muốn đánh giá một vấn đề nào đó thì chúng ta phải nhìn ở à, toàn diện của câu chuyện chứ không phải là chúng ta chỉ mang tính chất là chủ quan và đưa ra những cái nhận xét mà chưa đủ những cái yếu tố bằng chứng đúng không ạ? À, vậy thì ở đây à, theo mình, theo ý kiến của mình, bản thân mình thôi nha. Trong cái phiên tòa phúc thẩm đó, bốn à, người đúng không ạ? À, Nhi, Hà, Tân và thầy Quân thì à, liệu bản án sẽ như thế nào? À, đối với mình thì à, cái phiên tòa phúc thẩm là cái phiên tòa để cho bị can, bị cáo kháng nghị à, lại những cái tội mà họ phải chịu ở trong cái phiên tòa sơ thẩm vậy thì cái việc mà họ kháng nghị đó thì bắt buộc họ phải sâu ra những cái bằng chứng để chứng minh để chứng tỏ được cái việc mà yêu cầu giảm nhẹ hình phạt đối với bản thân mình và cái điều này trong cái giai đoạn này họ phải phối hợp với lại luật sư của họ nếu có đúng không ạ vậy thì luật sư sẽ tìm mọi cách À, tất nhiên là theo đúng các quy định của pháp luật thôi Chứ không phải là luồn lắc để mà giảm nhẹ tội danh đâu Mà dựa trên những cái gì đã xảy ra, đã diễn ra à, Những cái thực tế mà họ nhìn thấy được Đó, để họ đưa ra à, mong sao phiên tòa phúc thẩm Hội đồng xét xử đó Người ta đánh giá một cách khách quan Và đúng người đúng tội Vậy thì à, với bản thân mình à, Nghĩ rằng ba người như Tân, ở Nhi, Hà có thể có thể nhé các cô chú chị sẽ được uh, áp dụng cái uh, mức án treo đó mức án treo chứ không giam nữa uh, bởi vì xét uh, về phương diện uh, mà nói rằng có tổ chức ấy, thì cũng không đúng bởi vì những người này là những người uh, làm công ăn lương là những người giúp việc cho chị Nguyễn phương hằng đó chứ không phải là họ uh, có lợi nhuận gì trong cái câu chuyện của chị hằng bởi vì chúng ta cũng đã nhìn thấy được rằng trong cái câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng đó, ngay từ buổi ban đầu chị ấy đã rất là thiệt thòi rồi. Đó. Mất nhiều hơn được. Nếu mà để nói rằng làm ra cái drama đó để kiếm tiền, để phục vụ vào mục đích kiếm tiền thì quá là không đúng. Mà để nói rằng làm cái drama đó để đánh bóng tên tuổi cũng không đúng. Đó. Bởi vì ngay từ ban đầu khi mà trong cái khoảng thời gian mà quen biết với ông Yên đó, thì uh, chị nguyễn phương hằng cùng với là ông huỳnh Nguyễn dũng cũng đã có một cái thời gian tiếp xúc và cùng ông ấy đi hoạt động thiện nguyện ở rất nhiều nơi đúng không ạ nhưng mà nó chỉ vọn vẹn là một năm rưỡi thôi các cô chú anh chị cũng có thể tìm hiểu lại cái thông tin này chứ không phải giống như những người khác nói rằng uh, quen biết ông yên khá lâu rồi có tình cảm này kia với ông ấy thực sự là không có bản thân mình nghĩ như vậy mà mình nghĩ rằng các cô chú anh chị cũng có thể nghĩ được như vậy. Một năm rưỡi khi mà hai vợ chồng đại nam tiếp xúc với lại ông lương thần y đó, thì họ muốn như thế nào thì các cô chú chị. Có nhiều người lại nói rằng à họ hùa vào để đánh bóng dùng cho ông yên để mà lợi dụng cái tên tuổi của ông yên để mà phục vụ cho cái mục đích cá nhân của mình, phục vụ cho cái mục đích doanh nghiệp của mình theo mình nghĩ lại càng không phải à, bởi vì chính những người như ông Dũng là vôi hoặc là bà Nguyễn Phương Hằng đã có những cái nền tảng về kinh doanh đã có những cái sự thành công nhất định họ không cần những cái sự thành công thêm nhiều nữa bởi vì họ đã có quá nhiều tiền rồi đúng không cái mà họ muốn là mang đến những cái lợi ích những cái vấn đề tích cực cho cộng đồng đó còn tích cực như thế nào lợi ích như thế nào thì chút xíu nữa mình sẽ nói còn ở đây mình đang muốn đứng chứng lại cho những người kia biết được rằng là trong cái khoảng thời gian đó thì ông dũng và bà hằng đã trực tiếp đi cùng với ông nguyên để mà thăm khám những người bị không may bị uh, bại liệt bẩm sinh hoặc là uh, cầm điếc bẩm sinh đó để xem ông ta chữa trị như thế nào và chính ông dũng cũng đã thực hiện cái việc đó để hòa nhập vào cái câu chuyện đó để xem là nó có hiệu quả hay không. Và xem và cái quan trọng hơn nữa đó, với một người nhìn nhận chín chắn như ông dụng Lò vôi thì ông ấy muốn xem rõ là cái bản thân ông Yên đó, có phải là một thần y hay không, như những người khác người ta đồn đoán hay không. Đó, đó với là một cái uh, khía cạnh chính mà vợ chồng đại nam cố gắng để mà làm rõ những cái vấn đề đó và cái quá trình uh, tìm hiểu đó nó kéo dài không được lâu nó vỏn vẹn chỉ có hơn một năm trời là họ đã nhận ra được cái khuôn mặt của ông này họ biết được những cái chiêu trò của ông này rồi và từ đó họ đặt ra những cái câu hỏi một cái câu hỏi rất là to và chính bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã uh, bị lâm tưởng đó chính những người dân của chúng ta cũng vậy thôi coi ông lương thần y đó như một thần y gián uh, thế vậy đó thì quá là thần rồi đúng không ạ? Những cái bệnh mà bẩm sinh, bại liệt bẩm sinh, câm điếc bẩm sinh nó thuộc về bẩm sinh rồi, vô phương cứu chữa. Đó. Nếu có chỉ là những em nhỏ ví dụ như là bị nhẹ có thể phục hồi được thì có thể được. Nhưng ở đây họ là những người đã bị bao nhiêu năm rồi, rất khó, rất là khó thì chỉ có thần tiên mới cứu được, đúng không ạ? mình nói ở đây không phải là à, nói để cho những người có không may có con em bị mắc bệnh như vậy để không còn một cái cơ hội nào nữa nhưng chúng ta phải nhìn nhận ở đây rằng chúng ta không thể nào để cho à, những người được mang mát giả danh là một thần y này kia để mà đi lừa gạt lòng tin tiền bạc của nhiều người khác phải nói thẳng như vậy đó thì chính cái việc đó ông bà Đại Nam đã nhìn nhận được và cảnh báo đến cho mọi người và chính bà nguyễn phương hằng ngay từ buổi ban đầu khi mà đăng những dòng status trên facebook mà nhớ không nhầm là chị ấy viết ra những câu từ không có dấu bởi vì sao bởi vì chị ấy không quen dùng mạng xã hội Hả? chứ không phải là chị ấy uh, không biết chữ hay là thiếu chữ giống như những kẻ khác nói vớ vẩn bởi không dùng mạng xã hội để mà đánh bóng tên tuổi bởi không quen dùng facebook youtube cho nên khi mà ghi lên trên cái tab cộng đồng của Facebook đó thì lại không có dấu nhưng mà không có dấu chúng ta vẫn đọc được những cái tâm tư nguyện vọng của chị ấy để làm gì để thấu hiểu được à, chị ấy là một người chân thật là một người dám nói ra cái sự thật dám đứng lên đấu tranh à, cho những người khác biết được rằng một cái sự thật là ông à, lương y kia không chữa được bệnh cầm điếc cũng như bệnh liệt bẩm sinh Vậy thì chúng ta lại đặt ra một cái câu hỏi nữa. Vì sao chúng ta lại tin chị Hằng mà lại không đi tin ông ông Võ Nằm Yên kia? Đúng không ạ? Trong khi trong cái giai đoạn đó thì ông ấy vẫn được tôn sùng là một thần y. Bên cạnh sau lưng ông ấy có 40.000 tín đồ. Tại sao lại đi tin uh, một bà Nguyễn Phương Hằng của Đại Nam? Mặc dù bà ấy uh, mới đây thôi chúng ta mới biết được. Có rất nhiều người mới đây thôi mới biết được là bà Hằng là vợ của ông Dũng Lò Vôi đúng không ạ là chủ của doanh nghiệp Đại Nam đó vậy tại sao loại tin có phải nó mâu thuẫn không thưa các cô chú anh chị chính vì những cái dòng cảm xúc mà chị ấy đưa lên Facebook cũng như là chia sẻ cho báo chí truyền thông các kênh YouTube thì chúng ta mới nhìn thấy được rằng, rằng con người thật của chị Hằng nó như thế nào bởi rất là mộc mạc và À, nói rất là thẳng thắn. Mặc dù khoác trên người là một à, tổng giám đốc, đúng không ạ? Nhưng bà ấy không bao giờ thể hiện là mình là một người giàu có, Ý y rửa khiếp người khác hoặc là khinh rẻ người khác. Có chăng chỉ là cái sự thẳng thắn của chị ấy thôi. Ở đây chúng ta đang nhắc về cái câu chuyện cũ và cái cũ này nó cũng là một cái mới để cho những người mới vào cái câu chuyện này hiểu được nắm được nó một cách rõ ràng hơn cái việc mà bảo vệ cho sức khỏe cộng đồng đó là một cái nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta chứ không phải là của riêng ai cả vì khi các bạn nhìn thấy một người uh, giả danh là một thần y lừa gạt các bạn nhìn thấy rõ ràng rồi trước mặt các bạn rồi các bạn có im lặng được hay không các bạn chọn cách im lặng hay là nói với những người bạn của bạn nói với những người xung quanh của bạn rằng à họ là những người lừa gạt để cho họ không bị mất tiền, mất của, đó. và cái quan trọng nhất ở cái câu chuyện của ông lương thần y võ nằm yên là chị hằng đã làm ra cho mọi người hiểu biết được rằng là à, ông ta không phải là một ông thần y như mọi người đồn đoán. rồi nữa lại bảo vệ cho cái sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ cho cái uh, niềm tin của cộng đồng. bởi vì họ những người không may có con em bị mắc bệnh đó uh, giữ lại cái niềm tin giữ lại một cái gì đó rất là lớn lao từ cái ông lương thần ý kia trong bao nhiêu năm trời chứ không phải là à, muốn gặp ông ta là được đâu rất lâu 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 thì họ mới gặp được đến khi mà họ gặp được thì họ mới tá hỏa ra cho nên một việc nữa mình muốn đứng chứng ở đây cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn biết đó là cái việc nhân chứng nhân chứng sống chứ không phải là trên mặt giấy tờ hay báo chí. Đó là nhân chứng sống rất quan trọng. Vì sao mình nói là quan trọng? Bởi vì chính những người đó là người, những người trực tiếp điều trị từ ông Võ Nam Yên. Và có khỏi hay không thì những người này nắm rõ hoặc là những người thân trong gia đình họ nắm rõ. Và họ bộc bạch lại, họ kể lại trên tất cả những cái phương tiện của các anh em YouTube. Đó, nó rất là quan trọng và bản thân cái cân của mình ngày xưa cũng có rất nhiều những cái cá nhân những cái cô chú đã từng có con em chữa trị thậm chí ở ngoài bắc đó, còn có nhà có hai người hai người con đều bị câm điếc đó, mà câm điếc bẩm sinh đó rồi cô ấy cũng phải chở hai người con chở hai người con đuổi theo ông võ Nam Yên từ uh, hà nội ra đến quảng ninh hơn 100 cây số bằng phương tiện xe máy. Vậy mà cũng không khỏi được. Khi mà gặp rồi chữa không khỏi được. Đó. Các cô chú anh chị thấy không? Đó là những nhân chứng sống thực sự mà chúng ta cần phải nhìn thấy được. Và chính những nhân chứng sống đó là những cái để chúng ta nắm bắt được rõ nhất. Đó chính là cái việc mà ông ấy không chữa được bệnh. Chúng ta khỏi tin nữa. Mất thời gian, mất tiền bạc, mất tất cả những thứ mà chúng ta có đó là vậy. Cho nên các cô chú anh chị cũng nhìn thấy được các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Ngãi, họ cũng đã phát hiện ra điều này và họ ngăn chặn ngay lập tức cái vấn đề mà ông Yên muốn xuống để mà thăm khám lần hai. Một cái tiếng cảnh, một cái tiếng cảnh báo rất là rõ ràng từ cơ quan chức năng. Đó. Chúng ta không đơm đặt. Tất nhiên nói ở đây nói suốt từ câu chuyện mà chúng ta nhắc đến Ông Yên hoặc là chị Hằng. À, không phải là để bao che. Không phải là để à, cái gì đó gọi là à, che đi cái tội của chị Hằng. Ai trong số chúng ta, à, ai, ai cũng vậy cả. Từ ông nhỏ đến ông lớn, ai cũng vậy cả. Đều có những cái sai lầm khác nhau. Chứ không phải là hoàn thiện 100% đâu. Tất nhiên chúng ta sẽ có những cái sai lầm. Nhưng cái sai lầm đó nó xuất phát từ đâu? Nó có lớn lao hay không? Với chị Hằng thì mình nghĩ rằng chị ấy có những cái phát ngôn nó không đúng, không chuẩn mực và nó mang lại những cái điều xấu cho dư luận xã hội, cho nên cơ quan chức năng họ mới xử lý. Chứ còn những cái việc trước đây mà chị ấy làm giống như là nói về những cái vấn đề từ thiện đó, nó cũng rất ý nghĩa, nó cũng là một cái cảnh báo để cho những người À, tham gia vào cái câu chuyện thiện nguyện đó họ ý thức được rằng họ phải làm đúng cách bởi vì từ trước đến giờ theo cái nghị định 64 thì họ đang làm sai cách và có rất nhiều những cá nhân lợi dụng vào cái nghị định này để mà luồn lách để mà ăn bớt đi bớt xén đi cái tiền đó mà đặc biệt là những người nổi tiếng họ có những cái fan hâm mộ hoặc là một cái khối lượng người theo dõi họ rất là đông đảo chứ không giống như ở cá nhân chúng ta đứng lên nói thì chỉ được vài ba người đó gom góp thôi. Còn họ có hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu người theo dõi họ. Đúng không ạ? Vậy thì khi mà cái nghị định 64 được sửa đổi bổ sung theo cái nghị định 93 thì nó đã hoàn thiện. Và bây giờ chúng ta có nhìn thấy được những người đó, những người từ trước đó rầm rộ từ trước đó có tiếp tục làm theo cái nghị định đó hay không? Bớt rồi bớt rồi. Vì sao vậy? Nếu một người người ta đã có cái tâm đi làm từ thiện thì xin thưa với các cô chú anh chị và các bạn rằng họ làm đúng theo các quy định của pháp luật. Một bên là tuân thủ theo các quy định của pháp luật và một bên là khẳng định cho các mạnh thường quân những người đã tham gia đóng góp biết được rằng họ là những người trong sạch Họ là những người thẳng thắn và họ là những người luôn luôn có sự minh bạch. Đó. Chứ không phải là à, bây giờ ra cái nghệ định 93 rồi, thôi làm làm gì nữa. <laughs> Nghe hết sức là buồn cười. À, còn một cái việc nữa mà mình muốn nói đến ở đây. Đó chính là những kiều bào nước ngoài. Đó, những kiều bào nước ngoài. Chúng ta có thể nhìn thấy được rằng có rất nhiều kiều bào nước ngoài dành đến cho chị Hằng những cái tình cảm hết sức sâu sắc hết sức sâu sắc và những người này đa số là những người yêu nước mặc dù kể cả là những người có gia đình uh, là việt nam cộng hòa nhưng họ vẫn có những cái sự tin tưởng và yêu quý đến chị nguyễn phương hằng nói đến ở đây chúng ta không nên đánh đồng bởi vì uh, họ có được cái sự nhìn nhận khác về việt nam của chúng ta chứ không phải là ở uh, họ nói tốt cho chị hằng để mà phục vụ cho cái mục đích khác giống như những cá nhân như Nam Quan Tiến Dũng đó hoặc là rất nhiều những cái kênh khác ở bên uh, Mỹ chẳng hạn họ đơm đặt câu chuyện cho chị Hằng ông Dũng để làm gì để khuấy lên uh, làn sóng dư luận rồi lấy đó làm loạn xạ lên rồi đổ lỗi cho các cơ quan chức năng đó là cái vấn đề của họ mưu mô của họ nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy được rằng có rất nhiều kiều bào họ nhìn nhận Việt Nam chúng ta một cách sâu sắc Họ muốn mang những cái giá trị tốt đẹp về cho đất nước Họ muốn chứng minh được rằng họ cũng là con dân của người Việt Họ luôn tự tin đứng trước đất Mỹ và nói rằng tôi là con của đất Việt đó. Những người đó với là những người có đủ bản lĩnh sống Những người yêu nước thật sự Đó Chứ không phải là những người yêu nước Luôn luôn nói rằng Tôi muốn mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước Việt Nam. Và tôi không đồng ý với những gì mà các lãnh đạo nhà nước Việt Nam đang làm. Đó là hoàn toàn sai lầm. Nếu các anh làm được, xin mời các anh về để mà làm. Đừng nghĩ rằng tất cả những cái việc mà các cơ quan chức năng hoặc là các lãnh đạo đất nước họ làm là đơn giản. Chúng ta làm một thì họ làm mười. Chúng ta nghĩ một thì họ nghĩ mười rất là rối não chứ không phải là như các những người đang có những cái suy nghĩ tiêu cực luôn nghĩ rằng ở ờ, ông này ông kia ông ấy đang ngồi ở trên cái ghế cao như vậy rồi ông ấy sung sướng ăn sung mặc sướng không có đâu ông ấy phải xử lý giải quyết trong công ngàn việc ký tá rồi suy nghĩ đường lối chính sách sửa đổi bổ sung các kiểu rất là nhiều. Mình nói thật với tất cả các cô chú anh chị, để mà gây dựng lên một cái đất nước Việt Nam mà nó như thế này, thì cần phải có sự đồng lòng của tất cả những người dân của chúng ta, cùng với đó là sự lãnh đạo bền chặt của cơ quan nhà nước, thì chúng ta mới bớt đi rất nhiều những cái vấn đề tiêu cực, ví dụ như tham ô, tham nhũng, hoặc là hoặc là gì hoặc là các tệ nạn xã hội mà tệ nạn xã hội ở đây là những người dân những con em của những người dân ví dụ nghiện ngập hút chất chẳng hạn rồi cờ bạc Vại dâm đủ thứ các kiểu trên đời ai xử lý cơ quan chức năng họ xử lý chứ sao họ phải xử lý để mà răn đe để mà lấy đó làm bài học cho những người sau họ nhìn vào chứ không phải là à, cứ để như vậy à, không có ai xử lý cả thì đất nước này sẽ đi về đâu mình rất muốn phản biện lại những cái người mà có những cái suy nghĩ tiêu cực đó nhưng mà thời gian gần đây thì mình rất là bận à, chưa nói được hết cho tất cả mọi người trong cái câu chuyện của chị hằng còn có rất nhiều những cái khía cạnh mà chúng ta cần phải nhắc đến à, nhưng một lần nữa mình khẳng định rằng bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh ưu dũng là những người rất yêu nước đó, rất yêu nước bởi rất mong muốn, mong cầu, cống hiến cái sức lực của mình đến cho đất nước. Và các cô chú anh chị và các bạn hãy tin mừng, hãy đợi xem. Ví dụ như sang năm, chị Hằng được ân xá. Đó, qua những cái đợt ân xá chị Hằng về. Rồi các bạn sẽ thấy rằng, bà ấy là một người có ích cho xã hội. Và chắc chắn bà ấy không có lên đôi co đôi chấu làm gì nữa đâu. Nhưng cái mà bà ấy thể hiện đó chính là bà ấy làm tiếp những cái còn gian dở những cái gian dở thì các cô chú anh chị cũng đã biết rồi thôi thì à, mình xin dành những cái tâm tư của mình trong à, cái video clip sau và mình à, sẽ cố gắng đi phân tích thêm những cái vấn đề à, liên quan đến chị hằng cùng với những người đã công kích chị ấy nhất là những người đang bị bắt tạm giam à, và một số những nhân vật mà chúng ta cần phải quan tâm đó ví dụ như là phân phong tv chẳng hạn đó rồi cái cô Lam thì đó đúng không ạ? có rất nhiều những người đó mà chúng ta cần phải nói, nói để làm gì? nói để họ cho họ biết được rằng họ vẫn đang còn sai chứ không hề uh, bớt đi cái phần sai của họ đó uh, và mình xin được kết thúc cái uh, clip tại đây. xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị trong clip tiếp theo nhớ đừng quên nhấn đăng ký like share video giúp mình một lần nữa. Xin chúc tất cả mọi người luôn luôn có sức khỏe bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.